xin chào bạn trong video này mình sẽ nói về an sinh xã hội của nước úc có một vài bạn phát biểu là um, những người có đóng thuế có đóng góp cho xã hội thì mới được hưởng an sinh xã hội của nước úc như vậy có phải không bạn không ở úc thì cái an sinh xã hội nó cho từ người nhỏ đến người già dạ có nghi vừa sanh ra là công dân úc đến khi mất đi là công dân úc thì vẫn được hưởng an sinh xã hội của nước úc nếu mà nói phải có đóng thuế mới có được an sinh xã hội vậy thì lúc em bé mới sanh ra em bé được hưởng cái quyền đi học free nhé là đi học miễn phí vậy thì em bé đi làm lúc nào người đi làm phải là đủ tuổi 18 còn em bé là 6 tuổi được đi học vậy là lúc nào em bé đi làm đóng thuế vậy có phải là người đóng thuế mới được hưởng không hay là ai cũng được hưởng miễn là công dân úc có quốc tịch úc nhé có thường trú nhân của úc là được hưởng chế độ an sinh xã hội của nước úc không cần phải là người là đóng thuế vậy những người tàn tật được chính phủ giúp đỡ thì sao nếu họ sinh ra đã là người tàn tật vậy thì họ đi làm lúc nào người tàn tật ở úc không cần phải tự vươn chải đi làm kiếm tiền nuôi bản thân của họ mà căn bản họ được trợ cấp của chính phủ nhưng có nhiều trường hợp bạn thấy là người mù vẫn đi làm là tại vì người ta có trình độ dạ. và có khả năng người ta có thể đóng góp vào xã hội thì người ta đi làm nhưng nếu người ta không đi làm thì sao bạn không đi làm kiếm tiền không có thu nhập gì hết và dạ, chính phủ lo dạ. vậy thì những người đó không đi làm vẫn có được an sinh xã hội từ úc những người tàn tật mới sanh ra đã tàn tật vậy thì đi làm lúc nào để mà ăn an sinh xã hội bạn còn những người già thì như thế nào? Những người già thì ngoài tiền già ra họ còn có tiền hưu, hưu trí các bạn. Ở Úc này có một cái dạng là super nha. Thì annuation là cái à, quỹ hưu trí nha. Thì quỹ hưu trí này Úc bắt buộc chỗ làm phải đóng cho người công nhân. Thì khi mà họ đi làm á họ được đóng khoảng trường ngày trước là 9.9%, bây giờ là 10.1% dạ là tiền lương của họ, chỗ làm phải trích ra để mà trả vô cái quỹ hưu trí của họ, đó là bắt buộc. Ở bên Mỹ gọi là 401k, dạ 401k đó. Thì bên Mỹ thì nó khác với lại bên Úc dạ nhưng mà vẫn có cái quỹ hưu trí đó. Cái quỹ hưu trí đó khi mà người ta không còn khả năng lao động nữa, có nghĩa là người ta về hưu đó thì tuổi về hưu cỡ chừng 65, dạ thì có người về hưu khoảng chừng 75, dạ 70 75. Tùy theo cái sức khỏe của mỗi người. Thì sau đó họ được quyền lấy cái tiền hưu đó ra. Cái số tiền hưu đó nó có rất là nhiều thứ các bạn trong đó là tại khi mà họ đi làm á, họ có income protection insurance, dạ, họ có disability insurance, yeah, dạ, họ có life insurance. Thì ba cái loại đó nó nằm trong quỹ hưu trí và quỹ hưu chính chích một phần nó ra nó trả cho cái bảo hiểm đó ví dụ mà bạn đang đi làm trong thời gian mà bạn chưa có về hưu nha bạn đang đi làm bạn bị bệnh mà bạn không có khả năng đi làm nữa có nghĩa là bạn bệnh chút chút vậy khoảng chừng à, mấy tháng bạn nghỉ khoảng chừng hai ba tháng đi hoặc bị tai nạn hoặc là bất cứ cái gì đó mà cần phải nghỉ thì income protection sẽ nhảy ra để trả tiền cho bạn trong cái thời gian mà bạn không đi làm được nha rồi khi mà bạn bị gọi là uh, mất khả năng lao động, dạ thì disability thì uh, insurance nó sẽ nhảy ra cho bạn, dạ có nghĩa là khi mà bạn bị bất cứ chuyện gì thì cái insurance ở trong cái quỹ hưu trí nó sẽ nhảy ra nó nó giúp bạn chi trả phần nào cuộc sống trong thời gian bạn không đi làm được, còn khi bạn uh, qua đời đột ngột qua đời hoặc là ừ, như thế nào đó, vậy mà qua đời không còn sống nữa thì có life insurance, vậy? có life insurance là bảo hiểm nhân thọ đó bạn, bảo hiểm nhân thọ đó. thì cái bảo hiểm nhân thọ đó bạn muốn gửi cho ai đó thì gửi nhưng, thí dụ bạn nói bạn muốn lấy cái bảo hiểm nhân thọ đó ra được không? trừ khi bạn có giấy của bác sĩ ký vô là bạn không còn sống khoảng chừng 1 năm, 2 năm hoặc 6 tháng thì chỉ cần bác sĩ chứng nhận cho bạn là bạn không còn sống lâu nữa thì bạn được quyền lấy cái life insurance đó ra để mà sống trong khoảng đời còn lại hoặc là bạn cho ai đó là tùy bạn thì đó là nguyên cứu quỹ mà họ chuẩn bị cho bạn khi mà bạn có bất cứ chuyện gì xảy ra Chạy hỏi một người không đi làm ở Úc, không đi làm gì hết phải là công nhân Úc các bạn nhé công nhân Úc nhé. một người công nhân Úc mà không đi làm gì hết không có thu nhập không có khả năng lao động không gì hết vậy thì sao chính phủ nuôi chính phủ nuôi tới khi nào nuôi tới khi nào hết nuôi được nữa <laughs> hết nuôi được nữa có nghĩa là người đó qua đời đó các bạn những người già lúc trẻ không đi làm hỏi lúc già có được hưởng tiền của nhà nước không gọi là tiền pension dạ có <laughs> mặc dù không có quỹ hưu trí nhưng vẫn được hưởng nhưng mà chắc chắn là cái số tiền nó sẽ không nhiều bằng cái quỹ hưu trí tại cái quỹ hưu trí đó là nó tích tụ cả mấy chục năm đi làm xong rồi về hưu nó thành ra nói mà ở úc phải đi làm xong rồi mới có tiền ăn xã hội là không có nhỉ? còn nếu mà nói quỹ hưu trí không đi làm tất nhiên không có quỹ hưu trí nhà tại có làm đâu mà về hưu thí dụ như ở ờ, quỹ hưu trí của tôi ít quá tại vì lúc trẻ không đi làm dạ còn nếu mà thấy người ta quỹ hưu trí nhiều quá trời luôn là tại vì ngày trước người ta đi làm nhiều thì đó nó là vậy thôi bạn còn về già thì vẫn được tiền pension mà nó tùy theo cái cái số tiền của mỗi người đó bạn có nhiều người mà mình biết á là 80 tuổi vẫn còn đứng tên một cái company yeah, thì nếu vậy thì họ có được an sinh xã hội không à, tất nhiên không được rồi tại vì nhiều tiền quá, giàu quá rồi Út họ sẽ lo cho các cấp bậc ví dụ như bạn có thu nhập khoảng chừng 100 ngàn một năm đi thì tất nhiên là bạn không có được hưởng trợ cấp của chính phủ tại vì bạn có có lương rồi thì cái tiền mà dành ăn an sinh xã hội đó, dành cho những người có thu nhập thấp hơn chứ không cái nào mà ờ tôi trăm hai chục dạ nhưng mà tôi vẫn muốn dạ là không được dạ như vậy thì cái tiền an sinh xã hội của úc nó không có dành cho những người đóng thuế không bạn thí dụ như cả một đời người ta không có sức đi làm không có sức lao động mà làm sao mà ăn sinh xã hội nếu mà nó phải đóng thuế rồi mới được ăn sinh xã hội là nó hơi khó bạn tại vì có nhiều người người ta đâu có khả năng lao động đâu mà làm sao mà có thu nhập ra thu nhập vô để mà ăn tiền an sinh xã hội bạn Xã hội là nó cho những người mà không có khả năng làm việc, không có khả năng lao động để mà kiếm tiền, không có khả năng mà có thu nhập các bạn. thì chính phủ họ giúp cho những người như vậy, nha, yeah. yeah. thì họ giúp cho những người không có thu nhập hoặc là thu nhập quá thấp thì không phải vậy không đâu, mà chính phủ còn trợ cấp cho những người mà nghỉ ở nhà đi đẻ đó bạn dạ tại trong thời gian đẻ rồi chăm mấy đứa nhỏ nhóm nhóc gì đó đã có đứa đi làm được đâu thì sẽ được trợ cấp của chính phủ nhà dạ. trợ cấp một phần nào đó để giống như là người ta có đồng ra đồng vô nha dạ. thí dụ như chồng của người ta đi làm nhiều đi thì tất nhiên không được trợ cấp rồi tại vì hai chồng thì à, có thu nhập cao thì không được trợ cấp các bạn là khoảng 120 000 hai chục một trăm ba chục ngàn một năm là không được trợ cấp nữa còn nếu làm ít hơn số đó thì vẫn được trợ cấp chứ không phải kiểu mà đây, cái này là hộ nghèo nhưng mà hộ cận nghèo là không được nha là không phải không phải như vậy bạn nó có cái cái mức đàng hoàng thí dụ mà cái lương của mình nó vượt qua cái số mà quy định đó, thì mình sẽ là hộ không nghèo dạ hộ không nghèo thì không được trợ cấp dạ nhưng mà hộ nghèo dạ hộ mà cái số lương nó thấp hơn Thí dụ như mà 90 .000, 000 một năm đi thí dụ là cái mức lương là 90 .000, 000 một năm mà hai chồng đó maximum mà họ có thể kiếm được là 89.999 đô một năm thì họ có được trợ cấp không dạ vẫn được đây họ không phải là hộ cận nghèo các bạn nhé mặc dù là nó gần sát mấy với cái số đó nhưng mà họ vẫn là hộ nghèo tại vì úc họ có một cái mức rất là minh bạch rõ ràng dạ nó là cái mức như đây anh dưới cái mức như đây thì anh mới mới được hưởng anh trên mức này là anh không được hưởng dạ nó là đơn giản thôi chứ không có đánh giá cái gia đình người ta cái thu nhập người ta theo cảm tính dạ không có chuyện đó đi khám bệnh là miễn phí mà cái quỹ khám bệnh cái quỹ đó được đóng vô bởi những người có đi làm nếu vậy hỏi cái người đi làm họ đóng tiền vô cái quỹ đó thì tất nhiên là họ được miễn khám bệnh miễn phí rồi dạ vậy người nghèo người không đi làm họ không đóng tiền những cái quỹ đó vậy họ có được y tế miễn phí hay không dạ vẫn được nếu họ có đủ điều kiện xin cái thẻ medicare dạ Úc có thẻ Medicare khi mà đem cái thẻ Medicare đó ra là được khám bệnh miễn phí. Còn chuyện em bé đi học, dạ, lớn lên 6 tuổi đi học là bắt buộc phải đi học. Đó là cái luật của liên bang các bạn nhé. Thí dụ như à, um, Bà má nói ồ không có tiền cho đi học ok kỳ á học miễn phí mà sao không có tiền cho nó đi học vậy là không cho nó đi học hay là tại không có tiền cho nó đi học chỉ có là không cho nó đi học trường tư đó bạn trường công là hoàn toàn miễn phí tại vì út là có chính sách là trẻ em được quyền đi học tất cả mọi trẻ em được quyền đi học cho dù nó điều kiện như thế nào chẳng nữa nó có là khuyết tật thì có trường khuyết tật riêng các bạn nhé bà hỏi những cái trường đó có tốn tiền không thì đó cái an sinh xã hội là như vậy đó bạn mấy em bé sanh ra đến tuổi đi học là được đi học không cần biết là em bé có đóng thuế hay không nha bạn nhé em bé không cần đóng thuế vẫn đi học được Dạ. Vẫn đi học miễn phí được tại vì 18 tuổi mới được đi làm các bạn. Dạ chứ thấy mà em bé 3 4 tuổi mà thấy đi làm rồi là không được các bạn. 3 tuổi, 5 6 tuổi mà thấy uh, bắt đầu đi làm là là không được các bạn nhớ, phải đúng 18 tuổi dạ mới là chính thức được đi làm. Ví dụ như 16 17 đi làm để cho có kinh nghiệm thế này thế kia thì nó khác. Nhưng mà em bé dưới 6 tuổi là không được đi làm nha và phải được bảo vệ thí dụ mà ba má em bé có homeless vậy có không có nhà ở thế này thế kia nhưng mà em bé phải có nhà phải làm sao cho em bé không có bị homeless nhỉ? đó là út tại đây là út các bạn út là nó như vậy đó nó cuộc sống của người ta nó cao nó thành ra ở út này á thì cho dù bạn có đi làm hay không nhưng bạn trong hoàn cảnh khó khăn bạn vẫn được giúp đỡ bởi chính phủ là ăn tiền an sinh xã hội đó hỏi chính phủ có tiền để mà giúp không bạn chính phủ làm gì có tiền mà giúp chính phủ không có tiền căn bản chính phủ không có làm ra tiền nhưng mà độ cái là có tiền thuế của người dân thì họ góp vô để sửa đường xây cầu an sinh xã hội rồi có quỹ đóng bảo hiểm medicare dạ giống vậy thì nói chung là tiền đó là từ tiền thuế của người dân Yeah. mình xin kết thúc video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.